chào cô ạ. Cháu là Lâm. Cho cháu hỏi một chút là cái đàn gà này của cô thì sau khi mà áp dụng cái quy trình chăn nuôi mới, cô cảm nhận cái quy trình này nó như thế nào ạ? Sau khi áp dụng cái quy trình chăn nuôi này thì tôi cảm thấy là cũng được, vì dùng cái men của công ty là con gà nó uống vào khi nó tiêu hóa và nó đào thải được chất, nó hấp thu trụ được thức ăn nên là ăn cũng đỡ tốn thức ăn hơn, mà phân lúc nào cũng đẹp. Vâng, cái đàn này thì quy trình sau khi áp dụng quy trình thì cô có thể cảm thấy là cái bệnh nó được khống chế tốt hơn không ạ? Bệnh nó khi mà mình cảm thấy áp dụng cái quy trình này thì mình phát hiện được bệnh sớm thì nó cũng khống chế được. Vâng. Nó đỡ tốn tiền thuốc. Vâng. Với những cái đàn trước thì cô chăn nuôi ấy, thì cái đàn gà thường nó hay mắc bệnh vào cái giai đoạn nào của cô nhỉ? Nó cứ thường thường hay mắc bệnh vào cái giai đoạn mà nó được 35-40 ngày đấy. Vâng. Cầu trùng xong nó lại ghép hen rồi nó lại ghép viêm ruột. Vâng. Nó ghép sang ký sinh trùng đường máu đấy. Vâng. Đầu đen. Với cái đàn này thì sau khi mà gặp anh Hùng và áp dụng cái quy trình của anh Hùng thì đàn này nó có phát bệnh không cô? Đàn này khi mà gặp anh Hùng thì cái đàn này nó cũng ghép, nhưng mà mình phát hiện ngay ra hỏi thì là chữa nó nhanh chóng hết bệnh hơn. Vâng. Vậy thì cái chứng tỏ là cái phác đồ cũng như là cái quy trình chăn nuôi là đã được khống chế đúng không ạ? Vâng. Hiện tại đàn gà này của cô được bao nhiêu ngày cô nhỉ? Đàn gà này hôm nay là được 70 ngày đấy. 70 ngày ạ. Vâng. Cô đã cân để đánh giá xem cái tốc độ phát triển của nó chưa? Chưa cân. À thế ạ. Vâng. Những con to nó cũng rơi vào tầm cân 6 cân 7. À thế ạ. Vâng. Còn gà mái thì nó cũng chỉ cân 3 cân 4. Vâng. Với cái đàn này cô đánh giá thì cái sức khỏe tốt như thế thì cô có hài lòng về cái quy trình mà anh Hùng đem giải pháp tới không? Cũng hài lòng đấy. Vâng. Tương lai cô có muốn tiếp tục áp dụng và nhân rộng cái mô hình này cho bà con ở xung quanh không ạ? Cũng muốn nhân rộng. Sau 70 ngày sử dụng thì cái nền chuồng rất là tơi xốp các